Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với khóa học phát triển hệ thống bán hàng online và bùng nổ doanh số cá nhân. Đây là một khóa học dành riêng cho những người mà muốn phát triển hệ thống, muốn phát triển cái việc bán hàng thông qua việc phát triển được rất nhiều những cái đội ngũ bán hàng, là đại lý bán buôn các cấp bậc và các đại lý bán lẻ, các cộng tác viên bán hàng online, và cũng giúp cho các chính những cái đại lý cộng tác viên đó cũng như là các cái nhà phân phối đó bán được hàng. Thì tôi là Phan Anh, giảng viên đại học và chuyên gia về marketing online với 12 năm kinh nghiệm giảng dạy ở bậc đại học và rất nhiều năm kinh nghiệm đi làm cho các doanh nghiệp cũng như là cố vấn cho các doanh nghiệp, đào tạo cho những cái đơn vị và cá nhân làm kinh doanh online. Thì chia sẻ với các bạn cái khóa học này. Vâng. Và đây là phần đầu tiên. Khóa học này có hai phần rất là rõ ràng nhá. Các bạn nhìn thấy rồi đấy. Phần thứ nhất, cái vế thứ nhất tôi muốn nói là phát triển hệ thống bán hàng online. Và phần thứ hai là tôi muốn nói đến là bùng nổ doanh số cá nhân, tức là tự các bạn sẽ bán được hàng, đúng không ạ? Tự các bạn sẽ làm rất tốt, ok? Thì phần thứ nhất trong video này là phần phát triển hệ thống đại lý bán hàng online. Và bài học số 1, bài học đầu tiên hôm nay là tôi sẽ muốn nói với các bạn là cái mô hình bán hàng bằng phương pháp phát triển đại lý bán hàng online là gì, đúng không ạ? Thì chúng ta đã nghe đến cái mô hình này rồi, hoặc là chúng ta lên mạng chúng ta thấy rất là nhiều các cái bạn nữ, đặc biệt là các bạn nữ cứ đăng hình bán cái mỹ phẩm thương hiệu ABC, thương hiệu XYZ, đúng không ạ? Hoặc là son môi thương hiệu A còng sao thăng gì đấy. Tôi sẽ không nói một cái thương hiệu cụ thể nào, bởi vì như vậy nó sẽ bị phạm húy, đúng không ạ? Tôi sẽ lấy cái ví dụ thôi. Các bạn nhìn thấy họ đăng lên rất nhiều. Thì cái cách thức có thể những bạn này sẽ làm là: một là đi nhập order nước ngoài về, hai là nhập của một ai đó về, ba là làm cộng tác viên của một ai đó, đúng không ạ? Bốn là nhập trực tiếp từ bên kia về. Đấy là có một số cái phương pháp. Thế thì cái hình thức mà phát triển cái hệ thống bán hàng online ở đây là gì? Là bắt đầu là gì ạ? Từ một cái người chủ, ví dụ như tôi, anh Phan Anh, đúng không ạ? Là nhận một cái hãng mỹ phẩm ở Nhật, ở Mỹ, ở Pháp, ở Nga, Thái Lan hay đâu đó về, được chưa ạ? Và sau đó là bắt đầu tôi mới phát triển đại lý cấp tỉnh, tôi sẽ phát triển đại lý cấp huyện, tôi sẽ phát triển đại lý cấp 1, 2, 3, 4 theo cái lộ trình mà tôi muốn làm. Và cứ mỗi một tỉnh thì tôi lại tuyển thêm nhiều đại lý, mỗi một huyện tôi lại tuyển thêm nhiều đại lý. Và nó làm theo một cái sơ đồ cây hay còn gọi là cái hình tháp, đúng không ạ? Vâng, tức là từ một nhánh rẽ ra làm 3 nhánh, 4 nhánh, xong đó từ một nhánh lại rẽ tiếp ra làm 3 nhánh, 4 nhánh như vậy, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng đây nó là một cái mô hình kết hợp giữa cái phương thức bán hàng trực tuyến với những cái phương thức bán hàng đa cấp, đúng không ạ? Đa cấp tức là gì? Nó có nhiều cấp bậc đại lý. Còn bán hàng online thì lúc này là các đại lý là hoàn toàn thuần túy bán hàng online. Thế nhưng mà nó không phải là mô hình bán hàng đa cấp, là bởi vì nó sẽ không trả lãi, nó không trả cái lợi nhuận cho nhiều đời. Bởi vì là chỉ có trả cho một đời thôi. Nếu mà bạn nhập của tôi 300 triệu một tiền hàng thì bạn sẽ được hưởng chiết khấu 45% hay 50%, tùy vào cái việc là các bạn thiết lập cái con số đấy là bao nhiêu, đúng không ạ? Thế thì như vậy tôi gọi nó là không phải là mô hình đa cấp, mà nó là một cái sự kết hợp. Đặc biệt là nó rất là hay ở chỗ là nó tận dụng được cái đội ngũ bán hàng online mà nó lại phát triển theo hệ thống thứ bậc, cấp bậc mà rất là nhanh, đúng không ạ? Cứ một người lại đi tìm một người lại đi tìm nhiều người tiếp theo. Như vậy là cái hệ thống nó sẽ bùng nổ. Nếu bạn biết xây khéo thì 100, 200, 500, thậm chí 1.000, vài ngàn đại lý khá là dễ dàng. Đây là cái mô hình mà cũng phát triển nở rộ trong khoảng 4 đến 5 năm trở lại đây, từ khoảng độ 2003 đến 2004 trở lại đây. Vâng, khi mà cái mô hình này nó phát triển thì những người đi đầu mô hình này đều rất là thành công. Thì hiện nay nó vẫn đang là cái thời kỳ tốt, cái thời kỳ phát triển của cái mô hình này nó chưa phải là bão hòa. Vấn đề là bạn phải tìm ra được cái sản phẩm và cái chính sách của bạn tốt để bạn có thể phát triển theo mô hình này. Mô hình này là mô hình mà chúng ta sẽ phát triển người bán, chúng ta sẽ đi tìm người bán hàng, là chúng ta không tìm người mua. Cứ đi tìm người bán thì tự khắc các người bán đấy họ sẽ đi tìm người mua cho chúng ta. Vâng, tôi hay nói vui đấy là nếu bạn muốn bán được 1.000 sản phẩm thì cách thông thường các bạn thường hay nghĩ đấy là gì ạ? Các bạn sẽ tìm 1.000 người mua, đúng không ạ? Thế nhưng mà tôi lại đang dạy các bạn cách là gì ạ? Bạn hãy tìm 1.000 người bán. Bởi vì nếu bạn tìm 1.000 người mua, người ta mua xong, như vậy bạn chỉ bán được một lần. Nhưng bạn tìm 1.000 người bán thì người ta mua xong người ta còn bán tiếp. Vâng, mỗi một người bán sẽ tìm thêm cho mình người mua. Như vậy mình có thể bán được rất nhiều sản phẩm, đúng không ạ?
Thế thì đại lý bán hàng online sẽ được trả hoa hồng và chiết khấu bán hàng theo cách của đại lý phân phối, đúng không ạ? Theo cái mô hình phân phối truyền thống như tôi vừa nói, như là từ tổng đại lý đến đại lý, xong đại lý cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp N, đúng không ạ? Cái mức doanh số càng cao thì sẽ được hưởng chiết khấu cao. Đây là cái mô hình hết sức thông thường rồi, có đúng không ạ? Và sẽ có những cái hưởng cái quyền lợi, tất nhiên là bạn cũng sẽ phải chịu áp lực về doanh số, cái điều đấy là chúng ta vẫn thấy rồi. Thế rồi các cái đại lý cấp cao hơn, các đại lý cấp trên liên tục tìm dưới, tìm các đại lý cấp dưới, cấp khu vực kém hơn, đúng không ạ, để phát triển hệ thống của mình. Và các đại lý nhập hàng hoặc là các đại lý không nhập hàng hay còn gọi là cộng tác viên, thì ở đây là chúng ta có thể là gì ạ? Sẽ bán hàng trực tuyến hoặc là bán tại shop tùy vào cái đại lý đó, nhưng mà sẽ được cái chiết khấu thấp hơn. Nó sẽ chiết khấu theo cấp bậc, nó sẽ chiết khấu theo cấp bậc như thế này. Chúng ta vẫn thường thấy như vậy, như tôi đã nói là truyền thống đấy ạ. Vâng. Và sau đó thì họ sẽ tận dụng bất kỳ cái kênh bán hàng nào của họ, từ kênh online đến kênh offline, cho đến cái việc mà họ có thể là sử dụng sản phẩm, thì họ có thể bán cái sản phẩm đó, được chưa ạ? Đây là cái mô hình mà chúng ta sẽ tận dụng được cái năng lực rất là lớn của hệ thống bán hàng online. Đặc biệt là chúng ta có thể tận dụng được cái hệ thống đội ngũ cộng tác viên. Cộng tác viên tức là những người mà người ta sẽ không nhập hàng, hoặc là nhập ít hàng, hoặc là mình gọi là buôn nước bọt ấy, đúng không ạ? Họ sẽ đăng hình, họ viết bài, họ live stream này kia. Sau đó thì họ bán được hàng thì họ sẽ lấy hàng của mình, họ trả cho khách hàng và họ hưởng phần trăm. Thì các bạn biết rồi đấy, trên thị trường bây giờ là có rất nhiều người muốn bán hàng mà không biết phải làm gì, không biết phải bán sản phẩm gì. Vậy bạn hãy collect, tức là bạn hãy sưu tầm họ lại, bạn hãy kéo họ về với đội của mình. Sau đó các bạn đào tạo cho họ về bán hàng, về sản phẩm, về chính sách, về live stream, đủ thứ. Cái phần này là cái phần số 2 tôi sẽ nói, đúng không ạ? Thì họ sẽ bán hàng cho mình. Đó. Thế thì đấy là cái mô hình mà chúng ta theo đuổi, cái gọi là bán hàng bằng cách phát triển hệ thống đại lý bán hàng trực tuyến, hay còn gọi là bán hàng online, được chưa ạ? Ưu điểm của cái mô hình này đấy là chúng ta có thể sẽ không cần đến các cửa hàng vật lý, tức là không cần nhất thiết phải mở shop. Chúng ta có thể sở hữu hàng trăm cho đến hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn đại lý trong tay mà không cần phải có đến các cái cửa hàng. Tất nhiên chúng ta có thể mở ra các cửa hàng, một số các cửa hàng. Chúng ta kết hợp giữa mô hình online với offline để thứ nhất là tăng độ tin cậy, và thứ hai là cũng là một cái công cụ để giúp các bạn chốt sale đại lý tốt hơn, cũng như là chốt sale khách lẻ tốt hơn, đúng không? Đấy là về mặt phương pháp chốt sale thôi. Còn nguyên lý thì các bạn không cần phải tạo ra một cái cửa hàng cửa hiệu như thế. Và nó sẽ làm theo mô hình là từ nhà sản xuất đi đến tay nhà phân phối, từ nhà phân phối đến cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, tất cả đều là online hết. Và đến tay người tiêu dùng cũng là online, đúng không ạ? Vâng. Sau đó thì các bạn thấy rằng là những cái chủ thể tham gia vào những cái mô hình này thường đó là những người mà ưa thích phát triển theo hệ thống chuỗi, phát triển theo hệ thống bán lẻ, phát triển theo mô hình mạng lưới, đúng không ạ? Thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta tận dụng được cái đội ngũ rất nhiều. Chẳng hạn như tôi là giáo viên, đúng không ạ? Thì tôi có thể là yêu cầu là hay thuyết phục những cái đại lý của mình chính là các học viên, sinh viên. Ok, các bạn bán hàng cùng với thầy đi, các bạn không phải nhập hàng, thầy sẽ dạy cho các bạn thế này thế kia, thì các bạn sẽ bán. Thì như thế mọi người cũng có vẻ rất là dễ chấp nhận, đúng không ạ? Thì đấy là một số những cái ý đầu tiên trong bài số 1 phần thứ nhất. Đấy là tôi giới thiệu về mô hình. Chắc là các bạn đã hiểu về mô hình này rồi chứ ạ? Thì bây giờ bài tập là gì? Các bạn hãy giúp tôi ở một chỗ là gì? Các bạn xem là sản phẩm của mình có thể làm được hay không. Thì tôi đã liệt kê ra một số rồi đấy: mỹ phẩm, thời trang, thực phẩm chức năng, đồ hiệu, rồi thì những cái sản phẩm tiêu dùng đều có thể làm được theo mô hình như vậy, đúng không ạ? Chúng ta cứ từ người mua trở thành người bán, từ người bán lại trở thành người mua, cứ liên tục như vậy, chúng ta xây dựng cái chính sách và chúng ta phát triển đội ngũ bán hàng cũng rất là ok. Vâng, đây là bài đầu tiên, chắc không có vấn đề gì. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.